Mọi người phải nhìn vô đường bản bọt của ship nha, đây ship cho bia à, mọi người nè, ship cho bia đây là bọt mình 2001 nè, 152.000 nè, có 62.285 đây, còn 2002 là gì, 50.066, nhưng mà một tí bọt cho họ là bọt khác nha. Ủa em, mình bắt luôn rồi mình cũng không ra hoặc nó chỉ ra kênh bài có máy luôn mà mình ra kênh bài. Dự lý, dự lý. Đây nè, mọi người bán, mình bắt vô cái bảo là tất cả những bán hết, dự lá. Rồi, nè, bật em đợi đúng không? Đó, mình gọi Google thôi, 202. Rồi, bắt máy luôn, một cuộc gọi bình thường. Rồi, nhớ nha, thằng này chút nha. Rồi, rồi, nè. Một cuộc gọi thì nó nằm ở hai bản tin điện thoại nha, tại vì cái này cái giao diện nó nhỏ quá đi. Thì mình ngồi biết cái gì, caller là chủ gọi tới server là một dòng điện thoại, từ server tới thằng Polly là một dòng, chưa? À, mọi người nhớ cái luồng nó đây. Chủ gọi là gì? 1.24 hoặc là 62.285 cái này đâu ra? Không biết. Đây. Nè, bọt của nó nè, bọt này bọt của ship ha, bọt của ship. Rồi đây bản tin đề bài. Nè, con chó này đang ở bản tin đề bài, đây là format bản tin đề bài. Chưa? Thì có là gì? From 2001, to 2002 đó. Đây là bản tin là RTB à, bên đây ha, bên phải này. Còn mình nói cái phần SDP là đâu, cái rô của thôi ở đây đây rô của thư từ cái khoảng trống trống à, chữ V trở xuống dưới à, nhỏ lại nhỏ lại nhỏ lại cái đoạn rồi nha. Để mình gọi lại cho nó thì mai à, đây có luôn rồi, đây không bị mất, đây là nội dung bản tin bài nha, toàn bộ bản tin bài, đây là siêu quần ứng mơ bằng một loại thiết bị là X-Line, được chưa? From 2001 to 2002 đây. Đây là STB à, cái đầu trong trống này STB. Thế thì C bằng bao nhiêu? C đâu? 1.4 đúng không? IP nó IP 1.4 thì nó gửi IP 1.4 luôn. Bỏ bao nhiêu? 52.200 à, 52.566. Bọt này là bọt trong hội. Còn bọt có hiệu đó là bao nhiêu? 62.200. Bây giờ các bạn nha, bọt này là bọt của ship, bọt này là bọt của RTB, được chưa? Rồi còn đây nó dùng các loại codec 80101101, mình có cái bản mã codec này, bản mã codec nhớ mình trước mình gửi cái được codec list STP nè, có bản mã của bé ha, đây mọi người nhìn bản mã là không là gì, nhìn bản không nhìn dưới nữa, không là gì thì xin mô chưa, tám là gì thì xin may à, nó quy định từng hộp bánh như thế nào, lấy mẫu tần số lấy mẫu là như thế nào nè, nó ngàn này đấy, mọi người xem. Rồi bạn của bé còn quay lại của mình chưa đó, thì ba thông số mình thường tâm thôi, một là bi nhớ là từ c ha, đây là gì m đây, rồi mình vẽ ra, rồi mình vẽ ra, mọi người tự mọi người lập cái mình vẽ ra đi, chuột là bao nhiêu, đây là gì 2001 nè đúng không, tự đọc vẽ ra đừng mơ asterisk. Oh, đây là 2002. 2002 rồi. Đây là bao nhiêu? 192.168 chia 1.24 hoặc là bao nhiêu? Hoặc là 52.000 hay 52.566.
nó tập có quen với chiếc ở đây luôn nha, 52.568 rồi một chiều không chiều từ thằng này đổ đây rồi LTB nha. Rồi tiếp nè, sau đó là bản tin gì, 401 chưa, 401 yêu cầu chứng thực. Đây mình thấy được là loại thiết bị của tổng đài luôn nè, PVMIS bản 13 chưa, bản 13. Rồi tiếp theo chuỗi gì đó thằng này MP5 ha. Rồi tiếp ACK nè, lên gửi đi, chạm cơ gửi về 401 cũng bài chưa, lên gửi ACK báo là tao đã nhận được cái thằng này rồi, từ từ tao gửi tao tiếp thằng sau chưa. Sau đó là gì, gửi lên lại điện tay lần hai, vì sao biết lần hai siêu quạt được cộng thêm một chưa, là hai đây nè. Những thông tin bên dưới vẫn giữ nguyên nha, C vẫn là 1.04, M là 52.568 được chưa. Đấy rồi sau đó là gì, đó là 100 tin. Mục đích của 100 tin này để làm gì? Chờ bên kia ăn server này, thằng server là mình thấy một của server bây giờ là gì, 5160 đúng không? Tại ông mã tính để ông dùng trang bị ship là 5160 chứ không phải là 5060. Thì bây giờ là thằng này trả lời lại là một cái tin, mày gửi đi cho chúng tao kết nối với thằng bên kia được chưa. Rồi sau đó là gì, sau 100 tin là làm gì, hai server gửi bên kia thì mình phải qua cái chiều từ server gửi bên kia mình coi ha, chứ mình không cần qua tiếp 180 này đâu. Rồi xuống điện bay dưới này chưa, đây điện bay dưới này. Rồi điện bay là gì, bản tin từ đâu, có server gửi bên kia 50066 này là một của gì, một của ship được chưa, một đây là một của ship nha. Một có hiểu, một có hiểu mình coi ở đâu, tiếp số UTP ở đây nè, 50066. Một này là khi anh điện ta lên đó, anh gửi cho này cho tôi biết vị trí của đây nè. Rồi tiếp tục nè, gửi lên đây, mọi người thấy nè, STP. Đây STP, đây STP, mọi người thấy STP đây. Có gì khác không, IP bây giờ bao nhiêu, IP bây giờ là bao nhiêu, người đưa thơ gửi bên kia như thế nào. Rồi một bao nhiêu, một bao nhiêu, M 15, đúng rồi, 15.932 thấy không. Đây mình chỉ quan tâm cái phần là gì, STP bên dưới thôi đúng không. Còn họ có hiệu của nó vẫn là 5160, còn nó nói cho này biết là, còn nó nói cho này biết là họ hỏi của tao là 15.000, thì cái giải bọn này mọi người thấy là gì, nó có nằm trong giải 10.000 đến 20.000 thôi đó. Đó là lý do vì sao con sẽ không được phải mở giải bọn này được chưa. Thì nó sẽ lấy một cuộc gọi, nó sẽ lấy hai bọn trong giải đó, một bọn để chơi với thằng chủ gọi, một bọn để chơi với thằng bị gọi chưa. Nhớ hai lần mình, và cuối cùng nó dùng gì, VCMU, VCMI. Và mọi người thấy đây nữa nè, cái số 0, số 8 này nè, đó gọi là priority, tức là độ ưu tiên, thằng nào càng nhỏ thì ưu tiên càng cao. Thì mọi người biết là nó đang ưu tiên sử dụng VCMU, là người 711 rồi đó chưa. Rồi sao nữa, mình là gì, mình vẽ tiếp thôi, 15.932 thì mình vẽ từ đâu, mình vẽ từ cái thằng này qua thằng này nha. Đây chiều từ này đến này, rồi đây là vi chấm 1.52, rồi bọt 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 là bao nhiêu, 15.932. Nhớ cái này nha, IP này, bọt này là nó đang làm giữa thằng bị gọi nha. Cặp này là cặp giữa server với bị gọi. Chưa? Chưa. Rồi tiếp tục nè. Sau đó là gì?
180 đi kim là tín hiệu đi ba to rồi chuông à, nhớ em có cái bệnh đại đại diện gì không mình cũng được không mình thương tức là nó hỏi thằng kia đó là gì cây để làm thử đi tiếp có thể chỗ này là có bệnh cây cũng được nha bình thường cứ nghĩ là gì cứ chặn nào nó bắt tức là thằng sẽ bơ gửi tới là anh đang làm gì đó chờ lâu quá đúng không chẳng gì thì đợi ta làm nên ở đây đang rồi đó 180 tiếp theo lại là 180 đi nữa thì sao nó rung chung nhiều lần nó làm lại thôi chưa rồi tiếp theo khi gửi 100 nè đố mọi người nha từ thằng này gửi đến thằng này đến bước này anh chủ gọi có nghe được hồi âm chung chưa rồi được rồi vì sao đâu bản thân thằng kia đâu về đâu ông kia coi qua kia coi được chưa nhưng ngay lúc này nếu nhìn ở đây thì thằng kia chưa nhận được nha tại vì thằng này mới thử bị gọi đúng rồi gửi nó server thôi người ta có trả thưởng ở đâu kia đâu đúng không rồi qua bên kia coi chưa qua đây coi nè chưa đây một lần chưa bên kia nãy gửi hai lần đúng không thì người lưu thân cũng gửi đây hai lần ok chưa rồi tiếp qua trạm bên kia ủa sao em bên này gửi mà có một link mà nó đã hai link là gì trai thôi có thể gửi được là gì trái tim cái đó là bình thường không gì hết đó là lại là do gì trai thôi rồi tiếp Vin đã đợi thì ông kia không phải bắt máy chứ đúng không rồi tín hiệu bắt máy là gì 200 ok được chưa mọi người coi 200 ok của thằng bị gọi này nó gửi về cái gì à, thứ nhất tổ thiết bị của nó là XC à, trên mạng OS yeah. Rồi IP nó là bao nhiêu 1.4 còn là bao nhiêu 5004 được chưa 5004 thì cái đó là chiều từ đâu không thì đây là từ 2002 gửi ngược về không thì đây là 1.24 hoặc là 5004 rồi vậy đây là mình đủ mũi tên chưa đủ mũi tên được chưa vì đây là gì bản tin từ thằng này trả về là mũi tên ngược về à, tới thằng thằng vâng tới đây ok đúng không tiếp nào sao hay cho ok thì bắt buộc phải là gì ACK đây là ACK đây là dạ khi ACK thì cái đoạn giữa thằng Poly và ủa giữa thằng server và Poly ok dạ Poly là bị gọi ha à, bây giờ mình phải qua bên kia qua bên kia hay cho ok nè đây ông kia gửi cho mình thằng bị gọi nó gửi là .1.54 5004 gửi tới thằng server thằng server mình coi thằng server cái chiều từ server gửi qua bên đây như thế nào được chưa được coi nè anh đổi IP là đi bao nhiêu 52 bom 13 nhẹ thấy chưa thấy chưa em mời chưa đấy và cuộc gọi này là thêm một cái đường mọi người cũng lưu ý nữa send receive là hạt chiều là rồi mọi người ghi tiếp thôi 13.688 đó tức là chiều từ đâu chạm vơi gửi tới Color đúng không mũi tên về Color được chưa mũi tên về Color ở đây vẫn là .1.52 chưa một là 13.688 13 ngày đó ông thế thì sao đoạn này có thông thoại không về cái ngành network chứ không ok chưa đoạn này có thông không không chưa đó là thông network không nhìn vô đây đó à tụi này là cùng lan đúng không hai thằng này gửi luôn cột rồi thông thoại được chưa à, rồi bây giờ ông phải quên nhảy vô à, thằng này là gì
thằng kia nó đẩy về 13 ngàn cho nó 8, thằng này nó gửi về 15 ngàn. Tụi mày có mở vậy một tuần 10 ngàn đến 20 ngàn chưa? Có mở rồi thì ok, chắc chắn là phải đúng không? Chắc là lý do cho mình. Một chiều thì sao? Một chiều thì có thể là một bên nào đó nó chặn, có thể là chịu in một bàn ao trên tay quân đó. Tay quân thường là chịu in đúng không? Họ ông nào cũng chặn thêm chịu ao nữa chứ. Có thể là nhận được nhưng mà ao ra không được. Tức là một bên chẳng hạn như là từ thằng này nó gửi bên này ok đúng không, nhưng mà khi thằng này nè nó trả về đây nè trả không được, hoặc là gì nó mở thêm cái sụt cái viên à, nó mở tài quân từ thằng này đến thằng này ok, còn thằng này đến thằng này nó không mở cái sụt là một trong hai từ bọn này, thì lúc đó là gì, chiều giữa hai thằng này là ok nè, còn thằng này nó trả rồi mà có gửi tới đây được đâu mà để thằng này gửi thọ về đây đó. Ở đó là một bên là đó nó bị chặn rồi thì thằng này cứ nói trả lời tới thằng này có gửi đây được đâu, còn thằng này cứ gửi đây bình thường, cứ gửi đây từ đây gửi đây bình thường, còn thằng này đã chặn cái chiều từ bên đây qua đó, một chiều là do vậy phải vẽ được cái này à, lúc đó nói chuyện lúc đó không có thằng nào từ cả IP mình đã chứng tỏ cho tụi nó thấy là IP là một luôn rồi, đúng không, còn có gì nữa mà không tin nữa đâu. Cái ví dụ bình thường mình ở trong ở trong